vâng ạ xin chào à, xin chào tất cả anh chị và các bạn à, trong video bài học này thì tôi sẽ chia sẻ một số những cái kinh nghiệm để các anh chị có thể à, giúp tăng like cho fanpage tăng like cho fanpage một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng của fanpage đấy là số lượng like và tất nhiên là phải là like chất đúng không ạ vâng à, chứ còn nếu mà mình mua à, hoặc là mình hack hoặc là mình làm những cái trò à, thủ thuật để tăng thì à, những cái thời mà như vậy bây giờ nó cũng qua rồi và những cái fanpage mà hack like các thứ này Cũng có nguy cơ là Bị khóa, bị xóa hoặc bị giảm tương tác rất nhiều à, Trước đây thì cái việc hack like, mua like nó rất là dễ Nhưng bây giờ thì nó khó khăn hơn do à, Facebook họ thay đổi chính sách và thuật toán à, Tuy nhiên đối với Việt Nam thì không có gì là không thể Các bạn vẫn có thể mua được Thì tôi cũng không đánh giá là các bạn mua thì tốt Hay là không mua thì tốt à, Tôi nghĩ rằng là Một cái fanpage nếu mà các bạn có thể À, có độ 10.000 like, 20.000 like để làm vốn trông cho đẹp đẹp một chút cũng rất là ok nhưng sau đó thì mình phải uh, phát triển cái like tự nhiên còn nếu mà 100.000 like mà ảo hết, mua hết thì cũng chẳng để làm gì bởi vì suy cho đến cùng là mình để bán hàng nếu mình không bán được hàng thì cũng không ăn thua đúng không? Thế thì đây là ta sẽ trả lời cho câu hỏi là làm thế nào để tăng được like cho fanpage nếu như mình đã có fanpage rồi Fanpage thì nó có mấy dạng là một là mình vừa mới lập hoặc là mình đã có lâu đúng không nếu mình chưa mới lập thì mình đã bắt đầu phải làm, cái còn mình có lâu thì mình phải tăng lên, tăng lên hoặc là mình duy trì tương tác với khách hàng, đúng không? Thế thì để giúp tăng like cho một cái fanpage mới hoặc là duy trì like và tăng thêm like cho những cái fanpage cũ thì có rất là nhiều giải pháp trên thị trường. Đây là một số những cái giải pháp hoặc là một số những gợi ý cơ bản. Thứ nhất là các bạn có thể sử dụng các cái giải pháp quảng cáo cho fanpage của mình. Đấy ví dụ như mình chạy quảng cáo tăng like cho fanpage mình chi tiền cho facebook đúng không mình sẽ học cái khóa học à, một cái phần của khóa học này là dạy chúng ta làm quảng cáo à, thì mình bỏ tiền làm chạy quảng cáo thì like nó sẽ tăng lên thứ hai là mình dùng các cái cách thức để mình đăng bài trên fanpage của mình để tăng like cho bài viết tăng like cho fanpage đúng không thí dụ bài viết hay nó được chia sẻ nhiều Fanpage hay được chia sẻ nhiều thì cái like của fanpage hay là cái like của bài viết nó cũng nhiều. Giống như là các cái fanpage cộng đồng ấy như là uh, pet hóng hay là beat hay là uh, uh, những cái fanpage giải trí nó cũng rất là nhiều những cái uh, like nó rất là, là là lớn có thể lên tới hàng triệu hàng chục triệu like đúng không ạ? Uh, tất nhiên để làm được cái việc đấy họ phải tốn rất nhiều công sức tốn rất nhiều thời gian và đội ngũ của mình nhưng mà ý tôi muốn nói là đấy họ sử dụng nội dung để họ thu hút những video, những bài viết, những câu chuyện, những hình ảnh, những chủ đề rất là chất lượng mà hướng tới một cái tập khách hàng cụ thể, hướng tới một cái nội dung cho fanpage cụ thể, đúng không? đấy họ có thể là gì ạ? thông qua các cái trò chơi, thông qua các cái game, thông qua các cái uh, lời mời chào, lôi kéo để tăng like hoặc là thậm chí kể cả, cả những cái trò lừa đảo, à, đấy cũng là một cái cách nhưng mà mình không nên sử dụng đúng không? thí dụ như là đấy hứa là tặng xe Vinfast này người ta vẫn tin đúng không hứa là tặng xe ô tô tiền tỷ này, hứa tặng nhà Vinhome này, người ta vẫn tin à, chỉ cần like và share thôi à, đấy bốc thăm may mắn quay số trúng thưởng quà tặng phiếu mua hàm giảm giá à, lô tô sổ số kiến thiết miền Bắc vân vân để ép like ép xe một cách rất là khéo léo mục đích là gì tăng tương tác đúng không tiếp tục đấy là mình cũng phải tích cực chia sẻ cái đường link fanpage của mình trên bất kỳ một cái nền tảng nào mình đang có từ việc là website, diễn đàn, blog, zalo, sách để mình xuất bản này hoặc là danh thiếp hoặc là tất cả những cái ấn phẩm mình có thể in ấn biển hiệu, túi sách, nêm khạc vân vân đúng không? Đấy để làm gì để để tăng được cái 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 lượt truy cập vào fanpage hoặc là website hoặc là facebook cá nhân của mình nhưng mà đây tôi đang nói về góc độ là like cho fanpage thì group cũng tương tự như vậy kéo member profile cũng tương tự như vậy tăng follow được chưa ạ tiếp tục là mình cũng phải tối ưu hóa seo 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 đấy. seo là đọc tiếng anh seo là tiếng việt để làm gì để mà mình khi mình tìm trên google là ví dụ tìm là thời trang nam thì nó ra cái fanpage của mình mỹ phẩm hàn quốc nó ra cái fanpage của mình đúng không? Hay là nấm linh chi nó ra fanpage của mình đấy chính là cái người ta gọi là làm SEO trên Google cho fanpage tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google cho fanpage các bạn hiểu chưa? Và cũng phải tối ưu hóa cả cho cái Facebook Grab. Facebook Grab là cái ô tìm kiếm ở trên Facebook ấy. Các bạn lướt Facebook bằng điện điện thoại hoặc bằng máy tính thì các bạn cũng đều thấy có một cái ô tìm kiếm ở trên đầu. Đấy, nó có một cái ô tìm kiếm ở trên đầu như này đúng không ạ? cái ô đấy thì cái tên cái ô đấy là facebook nó nó bảo là tên là grab được chưa à, không phải là grab như là cái xe đặt xe của mình đâu cái grab đọc khác cơ nhá tóm lại là gì tìm trên từ khóa trên đấy mà ra fanpage của mình là mình ngon đúng không mình bán được hàng mình tăng được like mình tăng được theo dõi cho facebook cá nhân nếu mà tăng tìm được cái facebook cá nhân đấy mình cũng phải chia sẻ cái đường link của mình trên các bài post trên các bài đăng trên các hình ảnh À, live stream live trước mình đều đưa vào, à, mình đăng một cái hình ảnh à, hãy bấm vào đây để xem chi tiết, đúng không? À, đấy là những cái mẹo à, trên bất kỳ một cái nền tảng nào mà mình thường xuyên truy cập. tiếp tục, đúng không ạ? mình cũng phải thường xuyên xem đánh giá à, Facebook Post Insight tức là cái phần nó thống kê đấy, trong tôi nói đấy hoặc là cái phần Studio của Facebook ấy để làm gì để mình xem là nội dung gì hay, nội dung gì tương tác nhiều, nội dung gì share nhiều, thời gian nào, đối tượng nào để làm gì để mình đánh giá cái nội dung nó tích cực tốt nhất để mình đăng thêm các nội dung hay lên trên đó. Đấy. Rồi thì à, mình cũng có thể làm gì ạ? Mời bạn bè, mời nhân viên bởi vì Facebook nó có cái tính năng là invite tức là mời uh, friends của mình để người ta thích cái cái fanpage đó. Ok. Thế mình có thể chọn cái tính năng này mình ấn invite on một cái thì nó sẽ mời tất cả mọi người hoặc là mình chat với khách hàng khi mà mình chat, mình comment với khách hàng, mình có thể để fanpage Anh ơi, chị ơi, hãy là like cái fanpage này giúp em Hay là đặt chế độ theo dõi fanpage cho em Hay là join vào group cho em Hay là follow Facebook cá nhân cho em Đấy, đấy là những cái mẹo, đúng không? Hoặc là trên website của mình, mình có website thì mình gắn plugin Plugin thế là plug là cắm, in là, 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 là cắm vào Plugin, đọc nhanh như thế Để làm gì? Để mà mình có thể làm giúp cho khách hàng người ta like cái fanpage của mình trên trên web khi mà họ truy cập vào web hoặc là mình để chế độ fanpage inbox ngay trên công cụ chat đấy cái công cụ chat đấy ngay trên web của mình cũng là một cách rất là tốt đúng không và luôn luôn kèm thêm những cái lời kêu gọi là hãy like hãy share ở trên cover profile cover fanpage cover youtube vân vân bất kỳ cái chỗ nào có thể thể hiện được mình đều làm hoặc là khi mình phát live stream À, khi mình đăng bài đấy, mình hãy tương tác với nội dung bằng cách chia sẻ hoặc là mình live stream trên fanpage nhiều đấy, và đặc biệt là mình phải làm cho mình nổi tiếng hơn mình xuất hiện trên báo chí mình xuất hiện trên truyền hình mình xuất hiện trên các cái phương tiện truyền thông đấy, thì sau đó thì người ta biết đến mình nhiều hơn người ta tìm fanpage tìm facebook cá nhân người ta join người ta like với mình đúng không thí dụ như là cái cái sự thành công của được U23 Việt Nam thì giúp cho các cầu thủ có hàng triệu like trên tài khoản fanpage cá nhân thì nếu mà họ không thành công thì có khi cũng chỉ được một vài trăm nghìn thôi hoặc thậm chí còn thấp hơn nữa đúng không Thì đấy chính là cái mà tôi muốn nói là chúng ta phải làm gì từ cá nhân cho đến doanh nghiệp chúng ta đều phải làm kết hợp với cả truyền thông kết hợp với cả nội dung thì chúng ta biết rằng là like hay là tiếp cận để nó có đều có hai cái dạng là dạng trả phí và dạng tiếp cận tự nhiên trả phí gọi là hết đúng không trả phí còn organic tức là tiếp cận tự nhiên thế thì à, mình vừa phải trả phí mà mình vừa phải tiếp cận tự nhiên nhưng tôi đánh giá cao cái phần tiếp cận tự nhiên tức là mình thông qua việc đăng bài đăng bài đăng bài rất nhiều những bài viết có chất lượng Đấy, mình làm nội dung tốt à, mình thường xuyên trả lời khách hàng mình thường thường xuyên comment tích cực và đúng thời gian nhanh hỗ trợ khách hàng comment hay nói chuyện vui thích Thế là họ cứ like hay like họ truyền nhau họ truyền nhau đấy, mình yêu cầu chia sẻ mình làm content tốt thì như vậy like nó sẽ tăng lên dần dần đúng không và nếu mà mình tạo ra được những cái event tích cực hoặc là những cái scandal tích cực scandal cũng không phải lúc nào cũng xấu mà nó có thể những cái scandal nhỏ nhỏ tích cực rất là tốt cho chúng ta đấy thì cái chuyện mà mua like hack like này tôi cũng hạn chế và bây giờ cũng rất là khó thì các bạn cũng nên cẩn thận nha À, hoặc là các bạn cũng có thể lựa chọn là mua những cái fanpage người ta xây. Nhưng mà cái fanpage người ta xây thì cũng có fanpage chất, fanpage không chất. Nếu mà fanpage chất thì các bạn cũng có thể là uh, mua được, mua lại một vài triệu, một vài chục triệu tùy vào cái cái thương vụ mình đàm phán. Thế còn cái fanpage không chất thì có thể từ một vài trăm nghìn đến một vài triệu hoặc chục triệu tùy. Cái đấy thì tôi cũng không nói là các bạn nên làm như nào thì nó đúng, và như nào thì không đúng. Thì cái đấy là một số những cái lời khuyên cơ bản một số những cái lời khuyên cơ bản để các bạn có thể tăng like cho mình cho fanpage của mình cho kéo tương tự như thế là kéo thành viên cho group và tăng lượt theo dõi hay là tăng lượng bạn bè ở trên profile cá nhân để chưa ạ các bạn hiểu rõ vấn đề rồi chứ ạ vâng một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này một số cách giúp các bạn có thể tăng like cho fanpage của mình xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo xin cảm ơn các anh chị rất nhiều bye bye xin chào